Xin chào tất cả mọi người, chào mọi người đã đến với video ngày hôm nay. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho mọi người một số những cái thông tin liên quan đến tình hình Ancoin nói riêng. Trong những video trước thì chúng ta cũng đã cập nhật khá nhiều thông tin liên quan đến Bitcoin rồi, thì trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ cập nhật về xu hướng của Ancoin, xem hiện tại có gì mới hay không nhé. Ok, thì trước khi mà đi sâu vào phân tích về thị trường Ancoin trong giai đoạn này thì có một thông tin mà mình muốn chia sẻ cho các bạn. Hiện tại thì mình biết rằng là cũng có rất nhiều nhà đầu tư đang bị âm khi mà chúng ta đầu tư rất nhiều vào Ancoin. Tuy nhiên thì hiện tại không chỉ những nhà đầu tư mà kể cả những quỹ lớn, những VC top trong thị trường trong tháng 8 vừa rồi cũng gặp rất khó khăn khi mà họ cũng đang âm tương đối là nặng. Thì các bạn có thể thấy ở trên màn hình đây chính là hiệu suất đầu tư của những cái VC thuộc dạng top tier, ví dụ như là Coinbase Venture, Dragonfly, Pantera, Binance hay là OKX Venture. Và cái xu hướng chung của chart đồ thị thì đều đang là đi xuống, ghi nhận cái mức gọi là âm tương đối lớn của tất cả các quỹ. Giải thích nhanh các bạn ấy, thì cái thống kê này được xây dựng bằng cách tập hợp các cái dự án trong danh mục của VC nói trên và theo dõi những cái biến động của giá của dự án đó. Vì vậy thì cái tình trạng lời lỗ ở đây nó chỉ được xác định tương đối thôi, không thể nào mà chính xác được 100%, do là các quỹ họ cũng mua private từ những cái vòng gọi vốn, hoặc thì cái entry cũng sẽ tốt hơn rất là nhiều. Thì cái biểu này cho thấy rằng là Spartan Capital và OKX Venture đang chịu tổn thất lớn nhất. Ở những cái quỹ top tier khác như Binance, Polychain hay là Multicoin cũng đang âm tương đối nhiều. Chỉ có duy nhất Coinbase Venture và Pantera Capital là không bị ảnh hưởng gì nhiều. Ngay kể cả thị trường trải qua hai đợt panic sell ở trong giai đoạn tháng 8 thì hiện tại các bạn thấy là Coinbase Pantera vẫn đang có một cái mức tương đối là ổn so với tình hình chung của thị trường. Ngoài cái câu chuyện là hiệu suất đầu tư bị sụt giảm ra thì các bạn có thể thấy là chúng ta còn hơn một tuần nữa mới kết thúc tháng 8. Tuy nhiên những cái số liệu về thị trường vốn Ancoin cũng đang thực sự không tốt một chút nào, và thậm chí nó đang tiệm cận đến cái mức thấp kỷ lục trong 3 năm trở lại đây. Theo dữ liệu đến từ CryptoRank, các bạn có thể thấy rằng là tính đến 3 tuần đầu tiên của tháng 8 thì chỉ có khoảng 393,4 triệu đô la được gọi vốn thành công từ 48 vòng gọi vốn mà thôi. Trong khi đó thì mức trung bình tháng của năm 2024 lên tới là 650 triệu đô la trên một tháng với khoảng 150 vòng gọi vốn thành công. Ngoài ra, nếu mà chúng ta nhìn vào biểu đồ trong 3 năm qua thì có thể thấy rằng là cái thời hoàng kim của các VC gần như là đã qua rồi. Từ 2023 đến nay thì hoạt động đầu tư cũng kém xa so với những chu kỳ trước đó, kể cả trong mùa downtrend tích lũy. Thời điểm mà các nhà đầu tư và mọi người vẫn đang an ủi nhau đó là thời gian mà các nhà phát triển đang build dự án cũng như là chuẩn bị sẵn sàng cho những cái mùa tăng trưởng, thì thực tế cho đến thời điểm hiện tại thì dòng tiền vẫn chưa được đẩy vào Ancoin mà mới chỉ đang tập trung vào Bitcoin thôi. Mình nghĩ rằng là Ancoin sẽ đến lượt khi mà Bitcoin phải đạt đỉnh đã, tức là khi mà mọi người cảm thấy rằng là giá của Bitcoin đang rất là cao và cái lợi nhuận nó thực sự không bằng so với việc đầu tư Ancoin thì dòng tiền mới đổ Ancoin. Còn thời điểm hiện tại thì các bạn có thể thấy là Bitcoin vẫn đang được kỳ vọng là vượt trên 100.000 đô. Và với cái mức đầu tư hiện tại thì chúng ta vẫn có thể gần như là x2 với giá trị của Bitcoin, mà cũng tương đối an toàn khi mà Bitcoin so với cả Ancoin. Thế nên là dòng tiền hiện tại nó vẫn đang đứng ngoài Ancoin là vì như vậy. Nói thêm về cái dự án đạm về thị trường gọi vốn trong quá khứ thì các bạn thấy rằng cái thời điểm quý 3 của 2023 đang tương đối giống thời điểm hiện tại. Các VC không còn mấy mặn mà với những cái dự án crypto. Tuy nhiên tại tham minh quý 3 năm ngoái, vốn hóa market chỉ là khoảng 1.000 tỷ đô, trong khi đó hiện tại thì cái total cap ở mức là khoảng 2.000 tỷ, thì cái market size lớn hơn mà cái số vốn vào Ancoin lại vẫn ảm đạm như trong quá khứ. Do đó chúng ta có thể thấy rằng là market đúng là về vốn hóa nó vẫn tăng trưởng, tuy nhiên 1.000 tỷ đổ thêm vào nó lại chỉ tập trung vào Bitcoin thôi chứ không phải là Ancoin, thứ mà đa số các nhà đầu tư vẫn đang chờ đợi. Ở chi tiết hơn thì chúng ta sẽ xem qua cái chart đồ thị total 3, tức là vốn hóa của thị trường crypto trừ đi Bitcoin và Ethereum. Nhìn trên khung weekly thì rõ ràng xu hướng chung vẫn đang là giảm điểm khi mà đỉnh của cú hồi sau lại thấp hơn đỉnh trước. Các cái đáy mới cũng liên tục được tạo ra trong nửa cuối 2024. Nếu mà tính từ đỉnh xác lập vào tháng 4 2024 thì cái mức độ sụt giảm hiện tại nó đang là khoảng hơn 25% một chút. Trong khi đó thì cái tỷ lệ drawdown của Bitcoin ở mức là 15%. Vì vậy thì xét về nền giá chung cũng như là lực hồi sau cuộc crash đầu tháng 8 thì Ancoin nhìn chung là chưa có nhiều những tín hiệu khả quan. Chỉ có một vài cái token có cái giá trị nội tại tốt cũng như là được truyền thông mạnh thì mình cho rằng là mới theo được cái đà hồi phục của BTC thôi. Vẫn có một số con cũng theo được cái sự tăng trưởng này, thậm chí hiện tại vẫn đang duy trì tương đối tốt, nhưng mà thực sự không nhiều nếu mà so sánh với tổng số lượng Ancoin trên thị trường ở thời điểm hiện tại. Và đặc biệt hơn, nếu mà chúng ta chú ý thêm thì các bạn có thể thấy rằng là
vốn hóa total hơn 500 tỷ như hiện tại, thì cái vùng giá này không còn cách quá xa so với đáy của 2022 và 2023. Trong chu kỳ này thì đáy của thị trường altcoin ở mức là khoảng 300 tỷ. Nếu mà chúng ta tính trung bình thì nếu mua altcoin từ entry này thì nếu mà market có tiếp tục crash thì cái mức sụt giảm tài khoản của bạn sẽ tầm khoảng 40 đến 50%. Với altcoin tính từ entry mà âm 40-50% thì cũng có thể coi đây là một trong những cái vùng mà mình cho rằng là cũng sát đáy rồi, đúng không ạ? Tất nhiên thì để có thể đầu tư thành công thì chúng ta cũng cần nhiều yếu tố. Ngoài việc chúng ta tìm được entry đẹp thì chúng ta cũng cần phải chọn được những cái dự án tốt, chứ không phải là chúng ta cứ chọn bừa là sẽ có thể có lợi nhuận. Và cuối cùng ấy, thì theo nhiều số liệu hay thông tin mình có đọc được thì cái vùng giá 500 tỷ đô vốn hóa hiện tại vẫn đang là một vùng key level khá là quan trọng. Và cũng nhiều nhà đầu tư nước ngoài cũng tương đối FOMO và coi cái vùng giá này quan trọng, trùng với cả sóng 2 trong bộ năm sóng Elliott. Và sau sóng 2 giảm điểm thì theo lý thuyết sóng 3 sẽ là con sóng tăng trưởng mạnh mẽ nhất. Tức là thời điểm hiện tại cho tới khoảng sang năm 2025 chúng ta cũng sẽ có một đợt hồi phục mạnh đối với cả altcoin. Cá nhân mình thì thấy rằng là cái logic cái vùng 500 tỷ vốn hóa là vùng quan trọng cũng như là rất gần với đáy cũng cũng có thể là hợp lý. Tuy nhiên thì chúng ta cũng không thể khẳng định được 100% đây sẽ là đáy của altcoin và 100 và 500 tỷ đô sẽ là cái vùng phản ứng đảo chiều ngay lập tức. Chúng ta vẫn chưa đủ cơ sở để có thể nói được điều đó. Đặc biệt là trong cái bối cảnh hiện tại dòng tiền vẫn đang được ưu tiên vào Bitcoin chứ không vào altcoin nhiều, và bản thân những cái VC họ cũng không còn dồn quá nhiều tiền để FOMO thị trường như trước đây, khi mà cái portfolio đầu tư của họ mình thấy rằng cũng đang âm khá là nhiều trong tháng 8. Có lẽ là họ đang đầu tư để chờ đợi cho tới cái mùa altcoin tiếp theo. Với cái luận cứ như vậy thì mình cho rằng nếu mà chúng ta không có kịch bản quá tốt đối với cả Bitcoin, và nếu như các nhà đầu tư họ chưa cảm thấy rằng Bitcoin đã đạt đỉnh thì cũng sẽ khá là khó để altcoin có thể tạo ra được cái điểm bất ngờ. Vấn đề ở thời gian thôi, mình vẫn tin rằng là altcoin cuối cùng rồi cũng sẽ có cái sự tăng trưởng mạnh giống như là trong cái đợt mini uptrend trong tháng 3 vừa rồi. Chúng ta có thấy là mặc dù thị trường cũng rất ảm đạm nhưng mà altcoin một vài mảng cũng đã có một cái sự tăng trưởng cũng không hề nhỏ, đúng không ạ? Thì chúng ta cũng hoàn toàn có thể kỳ vọng khi mà Bitcoin có thể phá qua được vùng giá 100 ngàn thì có thể là cái sự FOMO đối với altcoin nó sẽ nhiều hơn so với đợt tháng 3 vừa rồi. Ok, thì tiếp tục với ngày hôm nay thì mình muốn chia sẻ cho mọi người một số những cái mảng hiện tại mình vẫn đang khá chú ý và quan tâm. Mình biết rằng là với cái việc giá giảm cũng như là tài khoản âm thì cũng khiến khá nhiều bạn lo lắng và thậm chí là cũng chán nản và muốn tắt cái ứng dụng sàn đi, đúng không ạ? Tuy nhiên ấy, thì market càng khó khăn và càng không chú ý thì đó là thời điểm chúng ta lại càng cần có cái sự tập trung. Và nhiều bạn cũng có hỏi mình rằng là về mảng nào hoặc dòng tiền sẽ ưu tiên khi mà market hồi phục, thì thực sự là cũng rất là khó để chúng ta có thể có được một câu trả lời chính xác. Tuy nhiên thì hiện tại mình cũng không đầu tư tất cả các mảng và mình cũng chỉ ưu tiên một số mảng nhất định mà thôi. Các bạn có thể thấy là trong thời gian vừa rồi thì những cái mảng như là staking hay là layer 2 cũng chưa thực sự là thu hút được quá nhiều user như là chúng ta đang kỳ vọng, và market cũng có thể là sẽ cần một cái liều thuốc để kích hoạt thị trường có thể tăng trưởng nóng trở lại. Và mình thấy rằng là cái liều thuốc này có thể làm dễ dàng nhất tiếp tục có thể lại là meme coin. Chúng ta có thể thấy rằng là có thể meme coin sẽ bay thêm một sóng nữa trong tương lai khi mà Bitcoin tiếp tục có cái sự tăng trưởng. Thì các bạn có thể thấy rằng là trong những cái chu kỳ gần nhất thì Dogecoin cũng vẫn là cái token lead hệ meme coin trong cái chu kỳ 2020-2021 thì cũng bay tới hai sóng và cũng đã làm cho thị trường crypto nóng hơn rất là nhiều và cũng thu hút được rất nhiều nhà đầu tư mới tham gia vào, đúng không ạ? Thì như các bạn thấy ở đây, theo những cái thống kê token meme coin đang được giao dịch trong thời gian gần đây thì không phải token có vốn hóa lớn nhất sẽ được giao dịch nhiều nhất, đúng không ạ? Và như mình đã chia sẻ với các bạn khá là nhiều lần, hiện tại thì Pepe vẫn đang là dự án lead chain mảng meme coin trong mùa này, mặc dù nó không phải có vốn hóa lớn nhất. Tuy nhiên thì các bạn thấy rằng là cái volume giao dịch của nó hiện tại đang đứng đầu thị trường. Và các bạn thấy là sau những cái đợt sụt giảm từ hồi tháng 8 đến giờ thì chart giá của PPE vẫn còn giữ cao hơn rất nhiều so với đáy của nó và tốt hơn rất nhiều so với những cái dự án thuộc mảng DeFi khác, thậm chí là đang tìm đáy mới rồi. Thì PPE hiện tại nó vẫn đang nhân khoảng từ 7 đến 9 lần so với đáy, thì đấy cũng là một trong những cái sự đỡ giá mình cho rằng khá là ấn tượng của một đồng meme coin trong giai đoạn thị trường rất khó khăn như thế này. Và nếu như các bạn theo dõi mình lâu thì các bạn đều biết là đây cũng là một dự án mà mình đã đầu tư từ khá sớm, mình đã mua từ tháng 10 năm 2023, và cũng có một số cái lý do khiến mình đến thời điểm hiện tại thì mình vẫn đang hold chứ chưa có chốt. Thì các bạn thấy sau cái thông tin PP được list lên sàn Upbit Hàn Quốc vào thứ ba vừa rồi thì nó cũng đã phá vỡ cái cạnh trên của trend giảm. Trong ngắn hạn thì nó đã tạm thời là chấm dứt cái xuống giảm điểm và khả năng là sẽ test lại cái cạnh trên của trendline một lần nữa trước khi mà có thể đi cùng với xuống chung của thị trường. Và ngoài ra thì giá cũng đang tiệm cận xuống đường trung bình EMA 200, khi mà phá lên trên thì cái cấu trúc tăng sẽ bền vững hơn. Tuy nhiên thì điều này sẽ khả thi khi mà Bitcoin hồi phục, còn tình trạng mà Bitcoin dominance vẫn cao
và đạt đỉnh trong 3 4 năm trở đây, thì ở mỗi một cái cú điều chỉnh của Bitcoin nói chung sẽ giảm tương đối, và mình cho rằng Pepe nó cũng không nằm ngoài cái xu hướng chung này. Và theo ngoài ra thì theo những thông tin on chain thì nó lại cho chúng ta một cái thông số về lý thuyết, hiện tại là Pepe vẫn đang được định giá thấp. Ví dụ như là các bạn thấy rằng là cái chỉ báo MVRV, tức là Market Value to Real Value, tạm dịch là sự chênh lệch giữa giá thị trường so với giá trị thực theo sentiment, tỷ lệ MVRV 30 ngày và 90 ngày của token này đều đang âm. Thì theo lý thuyết thì nó đang undervalue. Tất nhiên là đây là về lý thuyết thôi, còn thực tế đầu tư thì chúng ta cũng cần phải cân nhắc cũng rất là nhiều những cái yếu tố khác. Bản thân mình đang thực sự là mình có cái lợi thế hơn, vì mình có một cái entry thực sự rất là thấp, gần như là ngay đáy, và cái mức lợi nhuận mình đang cũng rất là cao, thế là cái tâm lý hầu của mình nó cũng rất là thoải mái. Còn với những cái bạn mà bạn đang cân nhắc đầu tư đuổi theo thì các bạn cũng cần phải cân nhắc kỹ, cũng như là các bạn có được cái sự phân bổ vốn hợp lý. Vì các bạn đều biết một đồng coin mà nó tăng trưởng mạnh thì nó cũng có thể giảm điểm rất là mạnh, đúng không ạ? Thì chúng ta cần phải cân đối kỹ cái kế hoạch cũng như là cái chiến thuật của chúng ta, tránh bị FOMO, hoặc là chúng ta all in vào một cửa đến lúc mà nó không thành công thì nó sẽ rất là đáng tiếc. Cái quan trọng vẫn nhất mình cho rằng vẫn là phân bổ vốn thôi. Ngoài mảng meme coin ra thì với những cái mảng truyền thống như DeFi thì các bạn thấy rằng hiện tại cái thông số đang tương đối là ảm đạm. Có lẽ là chúng ta sẽ cần phải đợi sau Bitcoin và Ethereum tăng thì mảng DeFi mới có thể có một cái sự tăng trưởng trở lại được. Thì các bạn thấy rằng cái total value locked, tổng tài sản vẫn gần như là không đổi ở mức là 80 tỷ đô, và chưa có một cái dấu hiệu break tăng quá mạnh nào, và đa số các cái hệ không còn đón nhận được dòng tiền quá nhiều, bởi vì sau thì các nhà đầu tư họ cũng không bơm tiền vào Lockcoin để thực hiện những cái hoạt động DeFi nữa, đúng không ạ? Và cái hệ sinh thái mà đang được chú ý nhất vào thời hiện tại có lẽ chính là Tron của Telegram, và tính từ vùng đỉnh thì giá Tron đã không sụt giảm quá nhiều, và điều này được cho là do đợt airdrop của đồng Dash hiện tại vẫn đang rất là hot. Và chi tiết về cách nạp deposit Dash lên các cái sàn giao dịch lớn thì mình cũng đã chia sẻ cho các bạn khá chi tiết trong những cái video gần đây rồi, mọi người chưa xem có thể xem lại nhé. Và cuối cùng thì trước khi kết thúc video thì có một token khác của mùa cũ mà các bạn cũng nhắn tin hỏi mình khá là nhiều, và mình cũng đang đầu tư và nắm giữ cái dự án này, đó chính là dự án Link. Đây chính là dự án top đầu về mảng Oracle, thì mặt kỹ thuật là tương đối tốt. Đây cũng là một cái dự án mà mình đã đầu tư từ khá là sớm trong năm 2023. Tất nhiên là cái vùng gom của mình thì nó sẽ tốt hơn so với vùng giá hiện tại khá là nhiều. Và một số những thông tin update cho các bạn về trên Link ấy, thì hiện tại cái chỉ số NTV, tức là Network Value to Transaction của Link, đang đặt mốc cao nhất trong một chu kỳ trở đây. Tỷ lệ NVT cao mang nghĩa rằng là giá trị của mạng lưới có thể đã được mở rộng quá mức so với khối lượng giao dịch. Điều này theo lý thuyết thì cũng có thể là có cái sự điều chỉnh nhẹ trong ngắn hạn. Tất nhiên là riêng với một cái dự án như Link thì nếu mà chúng ta đầu tư thì cái view của chúng ta sẽ cần phải dài hạn hơn một chút, vì thực sự đây cũng là một trong những cái dự án nền tảng của thị trường. Sau khi thị trường đi sideways một quãng thời gian tính bằng năm thì các bạn thấy rằng là Link trong cái mùa mid uptrend đầu 2024 cũng là một token khá nhạy so với Bit, và nó cũng tăng khá là sớm, và rất có thể trong nhịp tăng tiếp theo của Bitcoin, Link cũng có thể sẽ tăng trưởng theo sau một cái nhịp thanh lọc và tích lũy cũng tương đối lâu rồi. Thì nếu như các bạn đang hold Link và tin tưởng dự án giống mình thì các bạn cũng có thể comment ở bên dưới để chúng ta có thể thảo luận với nhau. Ok, trước khi tiếp tục với cả nội dung chính của bên ngày hôm nay thì có khá nhiều bạn hỏi mình về những cái thông tin mới nhất của thị trường tiền mã hóa, về xu hướng của Bitcoin trong ngắn hạn cũng như những cái lệnh trade của mình hàng ngày. Thì mình sẽ cập nhật chi tiết cho mọi người những thông tin này trên nhóm Telegram miễn phí của anh Review Capital. Hy vọng là những thông tin mà mình chia sẻ sẽ có thể hỗ trợ và giúp ích cho mọi người trong cái quá trình đầu tư. Ngoài ra thì với những các bạn đang giao dịch vàng và ngoại hối, các bạn cũng có thể tham khảo nhóm Telegram của AI Trading. Đây là một nhóm chuyên sâu về kiến thức, kỹ năng và chiến thuật về trade vàng và ngoại hối. Thì đường link của cả hai nhóm này mình sẽ để bên dưới phần mô tả của video. Nếu như các bạn cảm thấy phù hợp thì các bạn có thể đăng ký tham gia. Ok, đó là toàn bộ nội dung trong video ngày hôm nay mà mình muốn chia sẻ với các bạn. Hy vọng là thông tin cho mọi người sẽ hữu ích. Nếu như các bạn cảm thấy video hay, hãy đừng quên like, share, comment bên dưới cho biết, và chúng ta sẽ gặp lại nhau trong video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.